Tiếp theo series hướng dẫn anh em crafting ấy, thì em sẽ hướng dẫn anh em craft con dây chuyền nhé anh em. Ok, tiếp tục dây chuyền này. Chúng ta sẽ, cái này là 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm một trong các chỉ số sau. Strength là 1 này. Anh em check phải không? Không phải dòng này rồi. Đây. Cái này chúng ta sẽ lấy, tiếp tục là lấy tia 3 trở lên nhé. Energy Seal. Đây. Tiếp tục lấy tia 3 trở lên. Ở cái này thì nó có một cái dòng nữa là siêu mala. Siêu mala cũng rất là ngon anh em. Đấy. Ở đây nó còn một dòng nữa là active skill. Rồi, như này là đã ổn rồi nhé anh em. Tiếp theo là tìm cái này Plastic City này trên khoảng 150. Anh em có theo dõi được không nhỉ? Anh em sẽ lọc. Cái này là cố định này. Còn cái này là tùy chỉnh thuộc thỏa mãn điều kiện nhé. Ở đây sẽ có là nếu mà có một trong những cái chỉ số này thì nó sẽ hiện. Đây là 4 cái chỉ số mà chúng ta cần. Ồ, cái này ngon này. Hơ, cái này ngon mà có 45 FE. Húp luôn anh em ơi. Hơ, quá ngon. Và phát kiếm được một cái ngon luôn. Ok. Tiếp theo chúng ta đi mua cái Ember nhé. Ember chúng ta mua nhiều một chút cũng được. Đây, mua 4 cái đi. Bắt đầu vào craft thôi. Với craft thì chúng ta sẽ nâng cái này lên tiêm 1 nha anh em. Craft nhanh, hướng dẫn craft nhanh thôi. Series craft này một loạt luôn anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ up lên tier 0. Khi đó nó một là nó sẽ random mất đi một cái dòng dưới này. Thứ hai nó sẽ giảm 1 sao. Giảm 1 sao là trường hợp tồi tệ nhất nha anh em. Ồ, oh. Ngon ngon ngon, ok anh em ơi. Cái này chúng ta sẽ tiếp tục grab thêm dòng active skill. Và tiếp tục là một dòng strength nữa nhé. Cái dòng strength này 100% thì chúng ta sẽ luôn luôn để ở dòng 3. Còn những cái dòng nào mà tỷ lệ thấp ấy thì anh em sẽ grab ở dòng 2 nhé. Rồi, bắt đầu. Đến khi nào được tier 1 hoặc là tier 2 nha anh em. À, tier 1 hoặc tier 0. Mỗi một món anh em lên chuẩn bị từ 500 đến 1500 FE. Dự trù những trường hợp anh em đen nhé. Ồ, được rồi, ngon. Thấp, quá thấp. Với cái này thấp quá ấy, thì anh em có thể grab lại. Cái này ít ra phải tier 3 trở lên anh em ạ. Nếu mà tier 0 thì cái nào cũng được. Tier 0 thì quá ngon. Spam này thì nhiều khi nó hơi bị tốn đấy. Tốn FE anh em để ý. Ôi dồi ôi, tier 0 luôn. Ồ, thôi cũng được anh em ơi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon. Thế là hoàn thành nhá anh em. Bây giờ thì anh em sẽ sử dụng chớt thôi. Chớt làm sao nên được chỉ số cao nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chớt lên chỉ số ngon nhất. 4, 5, 7 Rồi, cũng được rồi. Thế là được 2 món nha anh em. Series này em sẽ hướng dẫn anh em craft làm sao cho tất cả thành hình một con build ngon với tầm khoảng 8 KFE. Ok. Đã craft xong áo rồi này. Thì anh em nào mà chưa xem series áo thì sẽ xem series áo nhá. Thì đây thì đã hoàn thành xong series của cái dây chuyền rồi. Ok, hẹn anh em vào một món đồ tiếp theo.